anh chị em không chia thêm mến. Hôm nay chúng ta có một vài điều hỏi về Nguyễn Quý Huy. Nguyễn Quý Huy cuộc sống ổn định chứ hả? Ổn. Hả? Mọi thứ vẫn không có gì xảy ra hả? Không. Hả? Về tất cả mọi thứ luôn, công việc. Ừ, dĩ nhiên rồi. Rồi cái relationship. Nhưng mà tại vì khi mà đám cưới mình hay bị đau lòng. Sao vậy? Tại vì mình khoảng thời gian thấy đó, anh vừa nhắc. Anh thì hiện tại đang đau lòng hả? Đó. Anh biết mà. Làm sao mà không đau được? Nhưng tha đau một lần rồi thôi. Gì vậy má? Bác chí đang hỏi, mọi người đang hỏi là nói gì? Anh nói. Giữ đi, ký hợp báo nói giờ. Ừ. Bắt đầu đi. Đó. Anh nhìn đi. Trời ơi. Anh thời gian mình hạnh phúc vậy đó. Rồi giờ nào nào được lấy vợ rồi. Nè, anh nói đó. Là anh được nghe lấy vợ xong đẹp quá, đẹp trai quá kìa. Hết nồng luôn. Dạ. Hết nồng. Hết bụng luôn. Có những chuyện về Nguyễn Quý Huy lát nữa chúng ta bắt đầu họp báo chúng ta sẽ hỏi. Ai giới tính rồi? Chúng tôi đề nghị ban tổ chức chuẩn bị vài nét nhạc buồn mà dành cho sự tan vỡ để chuẩn bị chương trình. Dạ mọi người. Gì vậy má? Mà đâu ăn miếng mùa thu nè. Rồi mình họp báo hả mọi người hả? Vậy là thứ hai cho phép em gửi lời chào tất cả mấy anh chị báo giới, tất cả quý vị ngày hôm nay, tất cả các anh chị em nhà tài trợ có mặt trong buổi báo ngày hôm nay. Dạ, chị Tám. Dạ, câu đầu tiên em lại chia sẻ không? Ngại nha chị. Dạ, rất ngại. Câu thứ hai là em vẫn ổn, cuộc sống vẫn ổn. Chắc khi nào có những thông tin chính thức hay là những cái gì đó mà về xa xa hơn đó thì em, trời ơi, bé ơi. Đây, thì xa xa hơn thì em sẽ có tổ chức họp báo để cho mọi người mình hỏi chuyên môn. Hỏi chuyên môn, công bố những cái điều mà em ấp ủ hay không? Đó, sắp tới nên sắp cái quán họp báo để mời anh chị tới luôn. Rồi, cái thứ ba là gì ta? À, thứ ba là anh Trường Giang, dạ em nhớ rồi. Là Trường Giang. Rồi. Khi mình trả lời phỏng vấn, là mình trả lời thật rồi. Đừng có diễn xuất trong đó, vui à. Đang diễn. Đúng không, anh đang trả lời thật. Bây giờ cuộc sống thế nào kìa, trả lời. Đừng cố nén nỗi đau hay để nó đi xuyên một mình. Ok chưa? Con gái này mình khóc đúng không? Ok chưa? Nữa là gì? Vô đi khỏi anh kìa.